Nếu bạn đến Hàn Quốc vào mùa hè, bạn nhớ ăn món sâm kê thang nha. Sâm kê thang hay là món canh gà hầm nhân sâm là một món ăn truyền thống của Hàn Quốc, được tin là rất là tốt để bồi dưỡng cho cơ thể. Nhà hàng này là một trong những nhà hàng bán món sâm kê thang, món canh gà hầm nhân sâm nổi tiếng nhất ở thủ đô Seoul. Vân có để địa chỉ ở bên dưới của vlog để cho các bạn tham khảo. Nhà hàng này 7 năm liên tục được bình chọn vào danh sách Michelin Guide. Vào nhà hàng này á thì mỗi thực khách phải gọi một phần gà hầm hầm nhân sâm á, mình không có được ăn chung. Thì ở đây á họ bán hai loại gà, gà gà trắng nha, mình tạm gọi là gà trắng, tức là như con gà bình thường á, và một loại là gà đen. Gà đen là chắc là giống như là gà ác ở bên mình á. Đây là một phần canh gà hầm nhân sâm bào ngư gà trắng nha, có giá là 26.000 won, tức là khoảng 480.000 tiền Việt Nam mình. Còn đây là một phần gà đen hầm với lại bào ngư và nhân sâm dại. Bạn thấy những cái sợi màu vàng vàng ở phía trên á, là nhân sâm dại, thì có giá là 38.000 won, tức là khoảng 700.000 tiền Việt Nam mình. Nguyên liệu chính của món sâm kê thang này là gà non, nguyên một con gà non luôn, nhồi với lại gạo nếp, táo tàu, nhân sâm và tỏi. Và sau đó họ họ hầm ở nhiệt độ cao á, trong nhiều giờ. Khi mà mình ăn á là cái con gà đó nó mềm mềm ơi là mềm, rục xương luôn. Và cái nước canh á thì hầu như là họ không có nêm bất kỳ gia vị nào hết, nó rất là nhạt. Khi mà mình ăn á, thì mình có thể cho thêm muối, thêm tiêu, hoặc là mình ăn kèm với kim chi. Một cái món canh nóng hổi như vậy thì theo thông thường mình nghĩ là sẽ ăn vào những ngày đông lạnh thì sẽ thích hợp nhất, đúng không các bạn? Nhưng mà ở Hàn Quốc thì sâm kê thang lại là món ăn truyền thống của mùa hè, bởi vì mùa hè ở Hàn Quốc á, rất là nóng, và người Hàn Quốc cho rằng sâm kê thang, cái món ăn này nè, sẽ dùng để bổ sung những chất dinh dưỡng đã mất qua mồ hôi và các hoạt động thể chất trong những ngày hè, đặc biệt là vào những ngày sambok, tức là những cái ngày hè nóng nực và oi bức nhất ở Hàn Quốc, thì người ta có truyền thống là sẽ ăn cái món sâm kê thang này. Món sâm kê thang được cho là có lịch sử từ thời kỳ Joseon, đó là khoảng thế kỷ thứ 14. Trong một cuốn sách dạy nấu ăn được tìm thấy trong thời kỳ này, thì công thức nấu cái món canh gà này nè, thì được miêu tả là gà sẽ được làm sạch phần bụng và nhồi bên trong với 3 thìa gạo nếp, 1 thìa bột nhân sâm và hầm gà với 10 bát nước. Ngày nay khi mà nhân sâm đã được nuôi trồng rộng rãi thì người ta không hầm gà với bột nhân sâm nữa, mà người ta hầm với lại những cái củ nhân sâm tươi. Món ăn này ngon, lành mạnh và bổ dưỡng. Nếu có dịp các bạn nhớ ăn thử nha. Ăn no rồi, giờ mình đi chơi tiếp nha. Vân qua đây 2 ngày rồi, ngày nào cũng mưa hết, nhưng mà may là trời mưa nhỏ, mình cầm dù thì mình đi chơi bình thường thôi. Khi mà các bạn ra nước ngoài, mình đi trong những cái ga điện ngầm hoặc trên những cái đường phố, các bạn có để ý là sẽ có những cái làn đường được lót những cái viên gạch đặc biệt như vậy nè, gọi là gạch Tenji. Có khi thì nó là những cái thanh ngang dọc, có khi nó là những cái chấm tròn. Thì các bạn có thắc mắc là tại sao người ta làm cái làn đường này không? Thì cái làn đường này á là dành riêng cho người khiếm thị. Những cái phần đường an toàn sẽ được lót bằng những cái thanh gạch ngang. Còn những cái nơi mà sắp băng qua đường hay là những cái cảnh báo nguy hiểm á, thì sẽ được lát những cái viên gạch tròn. Như vậy thì người khiếm thị sẽ dễ dàng hơn khi mà di chuyển cũng như là sinh hoạt hàng ngày.
Đây là quảng trường Gangwon-mun, một quảng trường rất nổi tiếng tọa lạc ngay trung tâm của thủ đô Seoul. Sở dĩ quảng trường này có tên là Gangwon-mun bởi vì một đầu của quảng trường là cánh cổng chính của cung điện Gyeongbokgung, Gangwon-mun, mình dịch ra tiếng Việt là Quang Hóa Môn. Ngay lối vào chính của quảng trường Gangwon-mun là bức tượng của Sejong Đại Đế, vị vua thứ tư và cũng là vị vua vĩ đại nhất của vương triều Joseon. Vua Sejong là người đã sáng tạo ra Hangul. Hangul tức là bản chữ cái Hàn Quốc được sử dụng phổ biến cho đến ngày nay. Quảng trường Gangwon-mun có một ý nghĩa lịch sử rất quan trọng bởi vì trong triều đại Joseon, nơi này được coi như là đại lộ hoàng gia hoặc là lục bộ lộ, bởi vì trên con đường này tập trung nhiều những cái dinh thự là trụ sở của các bộ quan trọng trong chính quyền. Bên phải của quảng trường Gangwon-mun cũng có một cái chi nhánh của nhà hàng gà hầm sâm mà Vân đã giới thiệu ở đầu vlog. Các bạn có thể kết hợp lịch trình của một ngày là đi tham quan cung điện Gyeongbokgung, quảng trường Gangwon-mun, xong rồi mình ghé đây mình ăn gà hầm sâm luôn, nó sẽ rất là tiện. Ở phía trước, cách tượng đài của vua Sejong khoảng 250m là tượng đài của đô đốc tướng quân Yi Sun Sin, mình dịch âm Hán Việt là Lý Thuấn Thần. Ông được tôn vinh là một trong những đô đốc thủy quân vĩ đại nhất trong lịch sử. Sử sách của Triều Tiên đã ghi lại rằng trong suốt cuộc đời binh nghiệp của tướng quân Lý Thuấn Thần, ông đã tham gia chỉ huy ít nhất là 23 trận thủy chiến chống lại quân Oa, tức là quân Nhật Bản, cái tên gọi của Nhật Bản thời kỳ đó. Trong phần lớn những trận chiến này, mặc dù quân Triều Tiên bị áp đảo về lực lượng cũng như là thiếu rất nhiều những quân nhu cần thiết, nhưng mà tướng quân Lý Thuấn Thần vẫn giành được hết chiến thắng này đến chiến thắng khác. Trên quảng trường Gangwon-mun, dọc theo hai bên tượng đài của tướng quân Lý Thuấn Thần, người ta đặt rất là nhiều những cái bia đá ghi lại những câu nói của ông, bày tỏ tấm lòng yêu nước và quyết tâm chống giặc để bảo vệ đất nước. Đi hết quảng trường Gangwon-mun thì mình băng qua một cái ngã tư mà mình rẽ trái, thì mình đến một cái điểm tham quan du lịch khác cũng rất là nổi tiếng ở thủ đô Seoul, đó là Jongkaejeon. Mình dịch ra tiếng Hán Việt là Thanh Khê Xuyên, tức là suối Thanh Khê, một dòng suối dài 5,8 km chảy qua khu trung tâm của thành phố Seoul và sau đó là hợp lưu với sông Hán. Dòng suối Thanh Khê đã bị chôn lấp dưới các lớp đất đá trong rất nhiều năm. Đến tháng 10 năm 2005, chính quyền thủ đô Seoul đã cho khai thông và khôi phục lại dòng suối này. Người ta xây dựng những cái bờ kè, những công trình phụ, làm thêm cầu thang để dẫn xuống suối. Vào những ngày thời tiết đẹp, các bạn trẻ cũng như là rất nhiều các gia đình ở Seoul sẽ đến đây để dã ngoại, để ngắm cảnh và thư giãn. Đến đây vào mùa mưa thì để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, thì trong mùa mưa các lối mà đi xuống suối sẽ bị khóa lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog này của Vân. Hẹn gặp lại ở vlog tiếp theo nha.